Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nhận định rằng cuộc xung đột ở Ukraine khó mà đạt được kết quả nhanh chóng và lưu ý rằng Ukraine đã đặt ra một mục tiêu rất tham vọng về chiến thắng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đàm phán hòa bình với Nga với lý do Moscow đưa ra những điều khoản khó chấp nhận được. Ông khẳng định kết quả tốt nhất sẽ là đẩy quân Nga khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, tướng Milley, người sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng 9, lại cho rằng khó lòng đạt mục tiêu đó trong cuộc phản công hiện tại. Có hơn 200.000 lính Nga ở những khu vực do nước này kiểm soát tại Ukraine. Cuộc phản công, dù có ý nghĩa quan trọng, lại có các mục tiêu hoạt động và chiến thuật bị hạn chế. Ngay cả khi đạt được trọn vẹn thì cũng không loại bỏ hoàn toàn được toàn bộ người Nga. Đó là mục tiêu chiến lược lớn hơn mà Tổng thống Zelensky đã có. Nếu muốn đẩy lùi toàn bộ quân Nga ra khỏi lãnh thổ, Ukraine sẽ cần nỗ lực rất đáng kể trong một khoảng thời gian đáng kể, tướng Milley nhấn mạnh. Vị tổng tham mưu trưởng Mỹ không nói rõ sẽ mất bao lâu với lý do còn nhiều khía cạnh thay đổi, nhưng ông không cho rằng cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc. Tôi có thể nói sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể để trục xuất toàn bộ 200.000 quân Nga hoặc hơn ra khỏi Ukraine. Đó là một mục tiêu rất tham vọng. Sẽ mất nhiều thời gian để làm điều đó. Cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine đang tiến triển chậm chạp trước phòng tuyến của Nga, khiến các đồng minh phương Tây lo lắng. Tướng Milley trước đây vừa bảo vệ nỗ lực của Ukraine, vừa cho biết thành công của nỗ lực này sẽ đòi hỏi sự kiên nhẫn. Việc này sẽ còn dài, nó sẽ khó khăn, nó sẽ đẫm máu. Tướng Milley phát biểu vào tháng 7, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng cuộc phản công còn lâu mới thất bại. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.